Mà chị Ca, chị có biết là hôm nay mình ăn món gì không? Thì hôm nay mình đang món này là món gì ta, chị cũng biết tên, chị nhìn thấy ngon quá nè. Đoán thử đi, đoán thử, đơn cho thử một vài cái tên đi. Không biết. Trời ơi, không biết đúng không? Ok, Không em sẽ biết. bật mí chị với tất cả mọi người đang xem luôn. Đây chính là món mì trộn hải sản sốt tôm dùm. Trộn hải Sản sản sốt tôm tôm dùm. dung, Nghe nó rất là thú vị luôn. trời ơi, nghe Thì ngon đó, quá đây là đây vậy. để đưa lên cho mọi người coi nha. Đã, cho coi trong này nó có cái gì. Để À, đây nè. Đó, ở trong đây nó sẽ có là chúng ta sẽ có cái là mì trộn nè mọi người đó. Có phần mì trộn rất là nhiều luôn. Thì tại mua ở một số lượng lớn ấy, nên là có rất là nhiều topic luôn, như là tôm nè, đó, mực nè, Tuột bạch tuộc nè, tóc rồi móng hớ ốc tay. móng tay nè đó. Rồi chúng ta để tránh mà kiểu là ăn mì thì nó quá nhàm chán đi đó, thì vì nó cho thêm là Là rau nhiều topping. hoặc là nhiều topping rau nè đó, cả ớt này kia. Nếu như mà mọi người không thích ăn loại kiểu như kiểu là khô khan quá thì đây có một phần nước như thế này, gọi là nước súp á, để chúng ta có thể ăn kèm với là mì nha mọi người. Trời Vô cùng ơi, hấp dẫn, hấp dẫn chưa? mấy giờ mình phải chia sẻ mùng năm không nhỉ? Gì kỳ? Nhìn ngon quá, nhìn ngon quá, nhìn hấp dẫn quá. Em nhìn đi, hải sản là món mà chị yêu thích luôn đó. Em cũng thích hải sản nữa, nhưng mà như kiểu là giờ sao giờ không có tiền hải sản, ăn mì trộn hải sản thôi cũng hấp dẫn đúng không, chứ không phải là cũng nó cũng gọi là rắc gì và này nọ chứ gọi là Thời để em xíu Xin nha. chào tất cả các bạn đang coi livestream nha. Em ăn với bé Yên Vi lúc nào cũng kêu ăn với mà nó ở Hà Nội. Thương quá. Giờ sao giờ hôm mấy em ra Hồ Hoàn Kiếm á, em ngồi đó em kiếm cái gì em ăn vậy, em xem live stream của anh chị nè cũng được đó, được mà, được mà. Hồ Hoàn Kiếm rồi kiếm cái gì em ăn hả? Trời đất Rùa ơi. rồi nó kiếm rùa kiếm rong kiếm riêu. Thấy em không, hay anh chị thấy em không, em cũng vừa ăn spaghetti xong á. Trời, Spaghetti, cái này là lẩu tôm dùm. đây là lẩu tôm dùm mà em Hôm rồi, qua mới nhưng ăn mà hôm spaghetti qua xong. mới ăn spaghetti xong. Ở qua lại với Mira ăn spaghetti đó, Ồ, ngon quá Mira vậy. khen quá trời khen, nó nói trời có gì spaghetti mà ba vị nha, ăn vị này xong rồi Thế. tới vị kia rồi nhớ tiếp thêm là vị Ôi. kia nữa. Mira khen quá, khen nước nở luôn Nhưng á. mà chị sẽ không ghen tị với ngày hôm qua đâu, bởi vì ngày hôm nay cũng là một bữa rất hoành tráng đúng Mira sẽ không? là tiếc cho coi và những người khác nữa, không phải là chỉ riêng Đúng mình rồi, đúng Mira rồi. đâu. Thì hy vọng những bạn trong những bạn đã được book live ngày hôm nay coi live của mình nha. Có Đó, nè, Lizzy nè, chị Nhung nè, chị Kim Lizzy nè. Ôi, tiếc nè. Chia sẻ lại. Tiếc ha. Em vô Sài Gòn rồi. Em vô Sài Gòn rồi hả? Giờ thì em qua quận 7 đi. Em qua quận 7 đi, anh chị sẽ tiếp đón em. Em sẽ ngồi chính giữa anh chị vậy nè. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, cùng Em nhau tâm ăn sự uống, tâm đó. sự. Mà nhắc tới cái chủ đề của ngày hôm nay thì cái chủ đề của ngày hôm nay là thanh xuân, Thanh xuân nghe quen tôi và thanh xuân đó, thì chị có thể nào kể cho em biết được một vài cái kỳ kỳ nào chị đã từng, chúng ta ai cũng có thanh xuân đúng không, đó ai cũng có Thanh thanh xuân xuân dù đó, tốt dù đẹp cũng là thanh xuân. thanh xuân dù tốt dù đẹp cũng là thanh xuân, đúng như chị Kaka đã nói luôn. Thì bây giờ chị có thể kể cho em một số cái thanh xuân đẹp đẽ mà chị có thể chia sẻ được với tất cả mọi người hay không? Thanh xuân đẹp đẽ, tức là thanh xuân của con gái, mình cụ thể một cái, thanh xuân của con gái là thanh xuân về tình yêu hay là thanh xuân về cái gì? Em nói biết gì cũng được, tình yêu em nghĩ tình yêu là cái mà mọi người hay nhắc tới đó, nên là chị có thể kể về tình yêu của chị cũng được, Thôi giờ vậy đi, em một cũng cái tò thanh mò xuân về lắm. sự nghiệp, một cái thanh xuân về tình yêu. Ok, Thanh xuân về sự nghiệp thì ngắn gọn thôi, đẹp nhất là đây là thời điểm hiện tại. Mình được được đi hát nè, nhảy nè, được làm diễn viên nè. Nói chung là được làm nghề. mình thích. Đúng. Và còn thanh xuân đẹp nhất về tình yêu cũng là hiện tại luôn. Có bộ rồi.
Không, chị nói vậy thôi chứ còn có bồ hay không thì coi lớp hao đâu biết nhau đó đó chị ca rất là kiểu là lém lĩnh nha, bắt qua cái chương trình này để coi là nếu như muốn biết một tình yêu của chị ca hãy coi lớp hao để biết nha mọi người. Nhưng mà thực ra thì thanh xuân và tình yêu của chị nó cũng nhiều sóng gió chắc chở lắm chứ nó cũng không có bình lặng đâu, nhưng mà quan điểm của chị là phải trải qua được cái sóng gió chắc chở ban đầu để được cái hạnh phúc về sau, thì cái sóng gió chắc chở ban đầu đó tức là mình phải cố gắng hy sinh thay đổi vì nhau tất cả mọi thứ, tại vì vốn dĩ là yêu nhau không ai mà hợp nhau hoàn toàn hết á, đúng không? Đúng rồi, mà hợp nhau quá thì chán. Đúng không? Nó giống như là như thế này này, ví dụ như là khi mà chúng ta tìm được một cái người bạn của mình mà kiểu là bạn nó hợp với mình quá, kiểu là quá hợp với mình, kiểu là cái gì cũng biết, cái gì cũng giống, không có gì để tìm hiểu luôn. Đúng rồi, kiểu là nó quá match với nhau đi, như kiểu là match như thế này đó, thì khi mà mình quen một cái con người như vậy đó thì chúng ta thấy là mình đi ăn với bạn này cũng thấy vui, mình bởi vì họ cũng thích với mình, nhưng mà dần về sau nha, hỏi gì ăn gì thôi, ăn đó đi, ăn này kia đi, chán, bắt đầu là không còn gì để tìm hiểu nữa. Nhưng mà đôi khi chúng ta quen một cái người mà khác chúng ta vì mọi thứ nha, chúng ta sẽ có được cái động lực để mà chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn, biết nhiều hơn về cái người bạn đó, để mà kiểu là như nào nhỉ, cho tình yêu mình nó thú vị ấy chị. Đúng rồi, mà chị cũng tiết lộ với em luôn là chị đã từng có một tình yêu gọi là hai người gặp nhau vì một điểm chung duy nhất, còn tất cả các thứ còn lại thì khác nhau hoàn toàn, không có một cái nào giống nhau luôn. Wow. Vì một điểm chung duy nhất thôi á. Là điểm gì? Đó là thích ca hát. À. Chỉ có một điểm chung duy nhất thôi đó mọi người, có nghĩa là hai người gặp nhau nhờ cái buổi đi hát. Chỉ là tập band chung với nhau. Tức là thích nhau từ lúc đó, chỉ là nhìn xong rồi tiếng xe gái tình đánh vào xong rồi mình quen mà. Quen khoảng một tuần sau là đã quen người đó rồi. Đó, tình cờ mà chỉ có một điểm chung thôi nha, mà cả hai đều không biết là cả hai có những cái sự khác biệt nhiều tới mức vậy luôn á. Cho tới khi quen nhau thì những cái thói quen sinh hoạt, những cái sở thích bắt đầu lộ ra dần, thì mình mới thấy mọi thứ nó trái ngược hoàn toàn với nhau. Tuy nhiên thì không sao, tụi mình vẫn gọi là thay đổi để phù hợp với nhau hơn. Ví dụ thay đổi những cái mà về tính cách thì nó làm ảnh hưởng tới nhau thì mình sẽ thay đổi, còn những cái nào mà không ảnh hưởng tới nhau thì vẫn cứ giữ, tại vì đó là sở thích, là cái thói quen của mình thì không, nếu không xấu thì không nên bỏ. Đúng rồi, cái nào ảnh hưởng tới nhau thì mới bỏ thôi. Như chị ca kể như kiểu là thanh xuân đó, cái tình yêu của anh chị nó tình cờ, kiểu là tình cờ mình đi hát, tình cờ mình gặp nhau và tình cờ mình gặp gỡ, mình quen biết xong rồi đùng tình cờ yêu nhau luôn. Nó gọi là sao ta, ông trời đã có gọi là tiếng xác tình không? Có. Tự nhiên nhìn thấy lạ à, xong rồi thích vậy đó. Rồi giống như là ông trời ông đã sắp đặt vậy rồi, mình không thể nào thay đổi được. Có bạn nói là anh chị tư vấn tình cảm đi ạ, có nên crush bạn cùng lớp không chị? Có. Tùy nha. Ví dụ như là cái bạn đối với anh nha, nếu như mà cái bạn nó đáng crush thì nên crush nha. Còn cái bạn như kiểu là thả thính em này kia, mèo vờn chuột với em thôi đó, thì em không nên crush làm gì, bởi vì người ta, cái ý định của người ta là không thích em. Tại vì bạn này bạn cũng chưa có nói là cái bạn như thế nào, bạn có nên crush tay không, là tức là trong mắt bạn đó là cái bạn đó đã đủ tiêu chuẩn để bạn nó thích rồi. Đúng không? Đúng, tức là khi mà em nhìn vào người đó, em muốn thích người đó hay không, thì em nhìn trời ơi, nhìn thích quá mà không biết giờ nên crush người đó, nên yêu thầm người ta hay không. Nhưng mà trước đó là em đã cảm thấy được người ta đủ mọi thứ để cho mình cho tình cảm đơn phương rồi, đúng không? Cho nên là chị nghĩ là nên đi cho có một cái kỷ niệm thanh xuân, giống như là giờ mình cứ dè chừng quá, mình không dám yêu, mình không dám đặt tình cảm với ai, mình không dám gọi là thử mong chờ một lần thì nó cũng chán, đúng không? Tự nhiên nhắc lại mình không có gì để kể hết thôi. Đó, mình nhiều chuyện á, cho nên là nếu mà bạn là một người nhiều chuyện thì bạn nên thử, để sau này có cái gì đó mình ngồi lại với bạn bè mình có thể kể được đó. Mình tám mình là ngày xưa tao quen thằng này, ngày xưa tao quen nhỏ kia đó, mà có chuyện đi kể ra, chuyện kéo dài ra. Hồi xưa tao thích thằng này cũng thích ta, mà hai đứa không biết thích nhau, cái cùng hai đứa không quen nhau đó, cũng là một kỷ niệm, cũng là một kỷ niệm đáng nhớ nha. Em thấy nhiều cái nó vậy lắm đó. Đó, ăn đi. Ok. Vừa ăn, vừa dùng
kiện đi cũng được, cũng được á. Đó. Và mình chúng ta sẽ cùng nhau thử món mì trộn hải sản sốt tôm dùm nha mọi người ơi. Đó, đầu tiên nè, ăn mọi người nhìn thấy có bạch tuộc không? Ồ, bạch tuộc nè. Mọi người nhìn thấy có bạch tuộc không? Có bạch tuộc nè, siêu dễ thương luôn, giống miệng nè. Dạ xíu à. Chấm miếng tương nè, đó. Ước gì nó nằm trong cái nồi lẩu đang sôi sụp sụp hơn. Đúng rồi, nhưng mà thôi, cần phải cho mọi người xem cái đồ ăn nữa. Nên là chị đóng La School. Không đúng rồi em ơi. Đúng rồi, chị đóng La School, nhưng mà bây giờ đã là tập cuối rồi. Bộ phim La School đường đua idol thế hệ Z cũng đã kết thúc một chặng đường dài 40 tập. Wow, nhiều quá. Thanh cảm xuân của em nha. Đẹp hơn khi biết đến Ohio luôn ý. Wow. Bé Hanvi này được cái nó đúng chứ không nói gì hết trơn ha. Đừng nói được cái nó đúng mà. Nghe ghê thương quá. Kaka nữa. Em cảm thấy thích đơn phương bạn đó ạ. Đơn phương rồi á em. Đơn phương nó là một cái cảm giác nó thú vị lắm nha. Em thấy nó là thú vị á. Như giống như là mình giống như là một cuộc chơi trốn tìm vậy. Oh, hại shit đó. Cái gì? Sao tại hay nó thú vị. Anh tìm em trốn, anh trốn em tìm. Tại vì thật ra cái giường có nhiều thứ như là mình không tìm hiểu người ta, mình chỉ đứng nhìn người ta thôi mình thấy vui đúng không? Tự nhiên mình tìm hiểu cái mình hết thích. Có nhiều trường hợp vậy đó. Ừ đúng rồi. Em bị hoài cảm giác luôn đó chị. Nghĩa là thích một người nha. Không, ủa thích dữ lắm luôn. Cái bắt đầu cái mình nói chuyện với người đó. Nó hỏi cái mình nghĩ là cái mục đích ban đầu là tại sao mình lại thích bạn đó được và hay như vậy luôn á. Tự nhiên nói chuyện với ta hết duyên rồi. Tự nhiên mình nói chuyện xong tự nhiên cái duyên nó bay mất tiêu luôn, không còn cái gì để mà mình lưu luyến bạn nó nữa luôn á. Em cũng không hiểu tại sao luôn nha chị, nhưng mà đó cũng là một cái kỷ niệm mà em thấy đáng nhớ chứ. Những cái năm tháng đại học á, chị cũng từng đơn phương thầm một anh. Anh nó cao lắm. Cao 1m8 mấy á. Tại vì chị rất là cao nên là gu chị là kiểu cũng cái ông cao, tại vì chị thích nhỏ bé trong trong vòng tay người đàn ông á. Nhưng mà chị đơn phương vậy thôi, thì chị cũng thử là gần gũi xem ảnh như thế nào, ý là giống như là không có nói thẳng là mình thích người đó, nhưng mà mình cứ đi chung xong rồi trò chuyện để xem anh nó có thích lại mình không á. Nhưng mà theo đuổi một thời gian thì chị thấy là ảnh đã có thích một người trước đó rồi. Có nghĩa mình là sau á, là người đến sau. Xong rồi cho nên là chị cảm thấy là anh này cũng là một người kiểu chu đáo rồi tinh tế. Nhưng mà anh đã thích một người khác rồi thì chị nghĩ là anh sẽ không thay đổi đâu, cho nên là chị quyết định là không gặp nữa để từ từ hết thích ảnh. Không gặp một thời gian cái chị cũng hết ảnh luôn. Đó là cái câu chuyện mà chị lần đầu tiên chị đơn phương một người mà hai người công thầm. Tại vì trước giờ chị mà thích ai á, người ta thích chị. Chị trời, người ta thích ngừng lại. Còn chị có anh này là anh đã có một người trước đó rồi. Tức ghê ha. Ai mà may mắn chị ca thích người xong người ta thích lại liền. Mà mình không có gì luôn á mọi người. Mình thích người ta xong người ta ghét mình luôn. Lạ luôn, như là em bị hoài luôn, em bị nhiều. Tại em biết sao không? Cái lúc mà chị thích người ta, chị không để cho ta biết chị thích người ta. Ủa vậy hả? Em không để cho chị, ta biết người ta. Chị chỉ là kiểu tạo mọi thứ có tình cờ là đi chung, xong rồi mình nói chuyện nhiều hơn, mình cho người ta thấy cái tính cách mình cởi mở thôi. Đó, vậy đó. Chị uống thử, nếm thử cái cú sốt này rất ngon nha. Nó có vị béo béo á, béo ngọt ngọt. Vậy thì chị xin miếng mì thôi mà chị. Ok. Em thích bạn đó nhưng em thấy bạn đó không quan tâm đến em á, nên em chỉ đơn phương thôi ạ. Nếu như mà có một bạn mà như chỉ là người đó không quan tâm đến em thì em anh nghĩ là em cứ kiên trì đi. Ví dụ như là em cứ cố gắng bắt chuyện nè, cố gắng làm những cái việc mà